kênh của công ty cà phê Lyon. Trong năm nay, anh chị đang cần tìm mua máy pha cà phê. Tại thành phố Hồ Chí Minh, anh chị là một chủ quán, nhưng anh chị chưa biết nên chọn máy pha nào phù hợp. Thì hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho mình 5 máy pha mà nhiều chủ quán tại thành phố Hồ Chí Minh đang lựa chọn và tin tưởng. Thì hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho mình từ mức giá tầm từ cao tới thấp. Thì trước mắt của chúng ta đang là máy pha Nova Simonelli FBA2. Đây là một thương hiệu đến từ Ý. Mà nói đến Ý thì chắc chắn một điều là chúng ta sẽ có một cái sự tin tưởng tuyệt đối. Và đây, trước mắt của chúng ta là dòng máy pha với công suất một ngày pha được 960 ly. Pha liên tục một giờ là một từ 90 ly tới 120 ly, đáp ứng nhu cầu cao của mình. Đối với dòng máy pha này, chúng ta sẽ có những cái chức năng bạn điều khiển thuận tiện trong quá trình mình pha chế, đồng thời là có đầy đủ các dụng cụ như là tay cầm, xót đông miêu hay là đồ vệ sinh để chúng ta thuận tiện, dễ dàng trong vấn đề về vận hành máy. Dòng máy pha này là một trong những dòng máy pha top đầu của thị trường trong năm vừa rồi, được rất là nhiều chủ quán cà phê tin dùng. Thì với mức giá tầm từ 60 triệu đồng thì anh chị đã sở hữu cho mình một bộ máy pha Nova Simonelli và máy xay H600. Tuy nhiên, chúng ta đang đứng trước mắt của chúng ta đang là một với mức giá này, chúng ta sẽ sở hữu cho mình được một bộ máy pha đã qua sử dụng nha anh chị. Còn nếu anh chị nào muốn mua mới 100% thì sẽ có mức giá tầm 100 triệu đồng trở lên. Thì chúng ta sẽ sở hữu cho mình một bộ máy pha Nova Simonelli mới 100%. Tuy nhiên, công ty chúng tôi sẽ tư vấn cho mình nên sử dụng với mức giá thấp để hoàn vốn nhanh hơn, đồng thời là chi phí đầu tư của mình nó sẽ hợp lý hơn trong quá trình mình vận hành một quán cà phê mô hình lớn. Nếu như giả sử với mức giá tầm cỡ đó mà anh chị muốn sở hữu mới 100%, tức là mức giá tầm từ 60 triệu đồng thì sao? Thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho mình một combo máy pha của Carimali. Thì thương hiệu Carimali này cũng là một thương hiệu của Ý. Tuy nhiên, cái mức giá của nó sẽ mức tầm từ 60 triệu đồng thôi. Thì anh chị đã sở hữu cho mình một bộ máy pha mới 100%. Công suất của nó là 960 ly một ngày, pha liên tục từ 90 ly tới 120 ly. Trước mắt của chúng ta đang là một bộ máy pha Carimali với hai họng máy pha, đồng thời những có đầy đủ các dụng cụ chức năng, tay cầm pha chế 58mm chuẩn tiêu chuẩn quốc tế. Khi anh chị mua máy pha của công ty cà phê Lyon, anh chị sẽ được hướng dẫn cặn kẽ chi tiết cách sử dụng máy, cách pha ra những ly cà phê, đồng thời chế độ chính sách bảo hành tuyệt vời từ phía công ty. Từ đội ngũ kỹ thuật của công ty sẽ luôn đi bảo trì cho anh chị để cho quá trình mình vận hành, mình sử dụng nó sẽ yên tâm hơn. Vậy với mức giá tầm từ 60 triệu đồng này, anh chị đã sở hữu cho mình một bộ máy pha của thương hiệu của Ý, Carimali, mới 100%. Và chúng tôi sẽ bắt đầu đi xuống tới những cái mức trung bình. Với mức trung bình tầm từ 50 triệu đồng tới 40 triệu đồng này thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho mình những con hàng, những dòng máy pha đang được ưa chuộng nhất tại Việt Nam và thế giới. Thì đây là dòng máy pha trước mắt của anh chị, dòng máy pha Casio 1 rút đến từ hãng Rubo Simbali, một thương hiệu cao cấp của Ý. Nói tới Rubo Simbali thì trong ngành cà phê chúng tôi luôn, thương hiệu này luôn tạo được một sự tin tưởng, uy tín, đáng tin cậy cho người tiêu dùng. Thì nếu như anh chị nào chưa biết máy pha này công suất bao nhiêu thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho mình công suất máy pha một ngày pha được 480 ly, pha liên tục 1 giờ 90 ly, thỏa mãn nhu cầu của anh chị. Với một họng máy pha thì các chất liệu từ bên ngoài là bằng thép và nhôm không gỉ, nó sẽ tạo một cái sự sang trọng thanh lực, tạo một nét bề ngoài rất là sắc bén và hầm hố khi mà mình được sử dụng, được chiêm ngưỡng. Thì nếu như chị nào muốn tận mắt chứng kiến, tận mắt sử dụng, muốn pha ra những ly cà phê
hãy đến công ty cà phê Lyon, chúng tôi sẽ mang tới cái sự trải nghiệm. Và anh chị thấy ok hãy ra quyết định mua hàng. Với mức giá thấp hơn thì chúng tôi sẽ tư vấn cho mình dòng máy pha của Karimali. Thì hồi nãy chúng tôi có tư vấn cho mình Karimali Hyrux. Thì trước mắt của chúng ta đang là dòng máy pha Karimali một rút với một hộp máy pha với mức giá tầm từ 40 tới 50 triệu đồng. Anh chị đã sở hữu cho mình được một máy pha đến từ thương hiệu của Ý. Bộ máy pha 40-50 triệu đồng này sẽ bao gồm như sau: máy pha một rút Karimali và máy xay HC600 với đầy đủ các dụng cụ pha chế tay cầm. Khi anh chị mua máy từ công ty cà phê Lyon, anh chị sẽ được mua giá cà phê hạt pha máy giá xỉ từ nhà máy sản xuất của công ty và đồng thời có chế độ chính sách bảo trì tuyệt vời. Đây anh chị có thấy không? Đây là thương hiệu của Ý. Với tầm từ 40 tới 50 triệu đồng này, anh chị đã sở hữu cho mình được combo máy pha mới 100% với công suất mạnh mẽ, uy tín, dễ dàng vận hành trong các thao tác để tạo ra những ly cà phê tuyệt vời cho mình. Đối với những cái mô hình tầm từ 50m² đổ xuống, mô hình nhỏ chắc là quay, thì anh chị nên chọn dòng máy pha của hãng Gamilite. Trước mắt chúng ta là dòng máy pha của hãng Gamilite với tên thương hiệu là CRM32B. CRM32B là một trong những dòng máy pha đang được nhiều chủ quán hoặc những cái điểm nhỏ, mô hình nhỏ được tin tưởng sử dụng. Với đầy đủ các chức năng như là vòi lấy nước sôi, vòi đánh hơi và các dụng cụ pha chế như là tay cầm 58mm tiêu chuẩn quốc tế. Thì với tầm 20 triệu đồng này, anh chị đã sở hữu cho mình một combo máy pha của hãng Gamilite CRM32B và bộ máy xay HC600 này. Với mức giá này, anh chị sẽ pha được công suất của máy pha này, công suất là 120 ly một ngày, pha liên tục 30 ly. Thì tại sao tôi giới thiệu cho mình dòng máy pha của hãng Gamilite mà không giới thiệu những cái dòng máy pha khác? Thì với mức giá tầm 20 triệu đồng này, nó sẽ pha liên tục được 30 ly, không bị đứng máy. Đối với những cái dòng máy pha khác, tầm 20 triệu đồng này pha tầm khoảng tầm 10 ly thôi, anh chị đã bị đứng máy, đồng thời là cái độ bền của máy móc nó khoảng tầm từ 1 năm là nó sẽ bị rã máy rồi. Tuy nhiên, đối với hãng Gamilite này, anh chị có thể yên tâm sử dụng tầm từ 2 năm, 3 năm. Các linh kiện bên trong, các đồ nội thất bên trong máy nó sẽ không bị hao mòn, khấu hao. Thật là tuyệt vời, đứng trước mắt của chúng ta là 5 dòng máy pha mà có cái sự tin tưởng tuyệt đối từ những chủ quán tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là trên cả nước Việt Nam mình trong năm vừa qua đã lựa chọn. Thì với các mức giá tốt, uy tín, độ bền cao thì 5 máy pha mà công ty chúng tôi đang tư vấn cho mình là 5 sự lựa chọn tuyệt vời nhất trong năm nay. Nếu như anh chị nào muốn mở quán hoặc là mở những cái điểm chắc là quay mô hình cà phê từ nhỏ, trung bình tới cao, hãy yên tâm chọn lựa một trong 5 dòng máy này để là bạn đồng hành của mình trong năm vừa nay. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi chương trình này.